Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là khoảng chừng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali ngày 20 tháng 6 ngày thứ hai thì Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi là ngày 21 tháng 6 và có thể nhiều bạn để ý là chúng ta không thấy thị trường chứng khoán mở cửa hôm nay tại vì Hôm nay là ngày lễ chương thiên tại Hoa Kỳ, ngày mai chứng khoán mới mở cửa trở lại Và cũng có thể là nhiều bạn để thấy là không có nhiều thông tin Nhưng mà thường đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những tài liệu muốn chia sẻ với các bạn Chú ý chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về những cái thông tin nổi bật Cũng như chia sẻ một số những cảm nghĩ cá nhân của Thuận Cũng như chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chung mình giá tuần này Và chúng ta cũng sẽ nói về một bài viết, một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn Về thị trường công nghệ nói chung, sự phát triển thường là như thế nào Chúng ta trước hết Nhìn vào giá của BTC đó thì các bạn cũng đã nhớ là hồi thứ bảy đó, giá xuống mạnh tới mức là 17.500 đô sau đó đẩy ngược trở lên và chúng ta vẫn thấy được là giá BTC vẫn giữ được cái mức là hơn 20.000 đô và trong vòng 24 giờ qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy có một màu xanh nhạt trên thị trường hồi phục nhẹ một chút chúng ta có thể nhìn vào những năm lớn đó thì các bạn sẽ thấy được là những năm lớn chúng ta nói tới BTC thì tăng 2,1% trong vòng 24 giờ qua Ethereum tăng nhiều hơn, BNB cũng tăng nhiều hơn và nhiều altcoin có sự tăng trưởng nhiều hơn là Bitcoin trong thời gian là 24 giờ qua nhưng mà cái mà tôi nghĩ chúng ta cần nên quan tâm đó là ngày mai chứng khoán mở cửa sẽ ra sao Cho đến thời điểm hiện tại đây chúng ta cũng đang thấy được là những cái chỉ số futures trong tương lai đó là đang xanh chúng ta thấy được là cả ba chỉ số là Dow futures S&P Futures và Nasdaq Futures đều là màu xanh hiện tại. Chúng ta hy vọng là chúng ta tiếp tục thấy màu xanh khi mà mở cửa thị trường chứng khoán ngày mai. Tôi nghĩ đó là một cái yếu tố ngắn hạn có thể thay đổi xu hướng của BTC hiện tại. Tại vì các bạn nên biết đó là tuần tới đây những gì mà các bạn cần quan tâm đến thì không có gì khác hơn. Đó chính là những cái thông tin liên quan đến lạm phát. Chúng ta thấy được là bắt đầu ngày mai đó chúng ta có chủ tịch của Fed ở Cleveland, Ohio sẽ có cái cuộc uh, nói chuyện. Chúng ta sẽ thấy cái lời phát biểu cũng đến từ chủ tịch Fed ở Richmond. Chúng ta thấy là ngày thứ tư đó tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng có cái uh, lời phát biểu đến từ chủ tịch của Chicago. Và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có cái uh, cuộc phát biểu của chủ tịch St. Louis của Fed. Nhưng mà quan trọng hơn đó là chúng ta thấy được là ngày thứ tư và thứ năm. Hai ngày này đó sẽ là cái ngày điều trần của chủ tịch Fed tại thượng viện và hạ viện ngày thứ tư ngày 22 tây đó là chủ tịch Fed John Powell sẽ có một cái buổi điều trần ở thượng viện rồi kế đó nữa là ngày thứ năm là cái buổi điều trần tại hạ viện bây giờ đó chúng ta cũng thấy được là ai cũng biết là Fed sẽ phát biểu như thế nào thường không nghĩ là ai có cái sự bất ngờ khi mà Fed sẽ vẫn tiếp tục uh, nói những cái uh, chiến lược như là liên quan đến là sẽ tiếp tục tăng cái phần trăm lãi suất để mà quản lý và uh, phần trăm lạm phát tiếp tục bán cái uh, trái phiếu lên trên thị trường thường không nghĩ là Fed sẽ nói gì khác hơn đâu và các bạn thấy được là Fed đã liên tục nhấn mạnh là sẽ không có lùi bước đối với lại phần trăm lạm phát có nghĩa là sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào phần trăm lạm phát được quản lý tôi nghĩ điều này bây giờ ai cũng đã chấp nhận rồi và cũng như là trước đây đó nhiều người nói là khi mà Fed giảm lãi suất đó thời kỳ dịch bệnh đó, thì chúng ta đừng bao giờ chống đối với Fed có nghĩa là khi mà Fed muốn thúc đẩy thị trường phát triển thì chúng ta không nên chống đối với Fed tại vì giá cổ phiếu cứ lên và cứ lên mãi bây giờ ngược lại Fed muốn quản lý phần trăm lạm phát và cho dù có nghĩa là chứng khoán sẽ không tốt trái phiếu sẽ không tốt cho dù chúng ta có thể thấy được là thất nghiệp có thể tăng lên nhưng mà fed đã quyết tâm thì ngược lại bây giờ người ta cũng nói là chúng ta don't fight the fed nhưng là chúng ta đừng có chống đối lại fed ai cũng có cái sự chuẩn bị tâm lý là fed sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát có cái dấu hiệu chậm lại bây giờ vẫn chưa có điều đó xảy ra và chúng ta thấy được là một trong những cái thị trường mà nhiều người đang nói tới bây giờ đó liên quan đến phép tăng lãi suất ra sao đó chính là thị trường bất động sản. Tại vì chúng ta cũng đã thấy được là cổ phiếu như thế nào khi mà phép tăng lãi suất rồi cổ phiếu đi xuống rất là nhiều. Chúng ta cũng thấy là cái sức ảnh hưởng đối với lại trái phiếu ra sao. Trái phiếu đó thì lãi suất tăng, giá của trái phiếu đi xuống. Chúng ta cũng có thể thấy được vàng đó thì hầu như là không có động tĩnh gì hết. Vàng vẫn tiếp tục giữ cái mức là dưới 1900 đô 1842 cho một ounce vàng crypto thì các bạn cũng đã thấy rồi cũng giống như là stock rất là tơi tả trong thời gian gần đây thì ai cũng biết những cái sự ảnh hưởng ra sao rồi nhưng mà có một thị trường mà nhiều người bây giờ đó vẫn đang nói tới đó chính là thị trường bất động sản và có một số những cái dữ liệu khá là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn bây giờ đó thì có hai cái sự suy nghĩ một bên nói đó là bây giờ Fed tăng lãi suất sẽ dẫn đến là thị trường bất động sản giá sẽ đi xuống rất là mạnh ở Hoa Kỳ nhưng mà ngược lại một bên thì nói là chưa chắc đâu Có thể là cái sự ảnh hưởng đó chắc chắn là sẽ không có như năm 2007 Đó là hai cái trường phái bây giờ Tại vì nhìn vào tài liệu đó thì một số người Các bạn thấy được trên màn hình đó Thì nói là bây giờ chúng ta nhìn vào sự khác biệt Giữa những cái người mà đi mua nhà năm 2010 Có nghĩa là hai năm sau khi mà khủng hoảng tài chính thời điểm đó Và năm nay thì các bạn thấy được là cái chỉ số đó năm 2010 là 699 và cái chỉ số của năm 2022 là 751. Đây là cái chỉ số tín dụng, càng cao đó thì nghĩa là cái người mua đó càng có cái điểm tín dụng tốt. Các bạn thấy được là người ta nói bây giờ cái số lượng người mà mua nhà trong thời gian gần đây đó là có điểm tín dụng rất là tốt. Kế tiếp nữa là giá nhà đó đã, đã tăng rất là nhanh trong vòng 2 năm qua. Các bạn đã thấy được là cái số lượng tiền mà nằm trong giá trị nhà mà người ta có thể mượn cho ra mà vẫn để lại 20% đó là tới 11.000 tỷ có nghĩa là đã tăng lên tới 34%. Có nghĩa là giá nhà có thể đi xuống một khoảng xa mà những người mà họ mua nhà trong vòng 2 năm qua đó thì họ vẫn sẽ không có gặp trường hợp là họ nợ nhiều hơn là giá trị căn nhà, không giống như năm 2007 và năm 2008. Một yếu tố nữa đó là họ chia sẻ đó chính là chúng ta nhìn vào những cái nợ mà lãi suất điều chỉnh theo thị trường có nghĩa là cái nợ này lãi suất đó là đi theo thị trường chứ không phải là đứng yên một chỗ thì chúng ta đang thấy được là năm 2007 đó tới 13 triệu những cái nợ đó là nằm ở trong cái dạng là điều chỉnh theo thị trường có nghĩa là lý do tại sao mà thời điểm đó dẫn đến nhiều người à, phải bị kéo nhà đó là tại vì họ mượn với cái là mức lãi suất thấp rồi sau đó lãi suất tăng cao lên họ trả không nổi nữa bây giờ con số đó đó chỉ là 2.5 triệu mà thôi ở thời điểm hiện tại thì con số này đó vẫn là một con số mà có thể là có nhiều cái tiềm ẩn nguy hiểm nhưng mà ý nói đây là con số đó đó thấp hơn là năm 2007 rất là nhiều thì khi mà các bạn nhìn những cái thông tin Thường mới vừa chia sẻ đó thì có thể thấy được là cái số lượng người mà mua nhà trong thời gian gần đây đó khác nhiều so với cái số lượng người mà mua nhà năm 2007 và năm 2008 cho nên nhiều người cho là cho dù là lãi suất tăng cao khiến cho là người đi mua nhà đó họ không mượn được nhiều tiền như trước đây họ không thể mua căn nhà giá cao như trước đây nữa thì giá nhà đương nhiên sẽ chịu một cái sự ảnh hưởng nhưng mà nếu nói là giảm mạnh giống như là 20% 30% như năm 2007 và 8 đó thì nhiều người cho có thể là nói hơi quá thật ra điều quan trọng nhất đó mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cái phần trăm thức Nghiệp. tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy đó là chúng ta tiếp tục nghĩ là phần trăm thất nghiệp sẽ không có cao, mọi người tiếp tục đi làm miễn là người ta có công việc làm thì ta có thể tiếp tục trả nhà. Tại vì những người này là những người mà dựa theo cái điểm tín dụng đó là những người mà có thể là có cái khả năng tiếp tục trả cái tiền nhà hàng tháng nhưng mà chỉ cần là chúng ta thấy cái phần trăm thất nghiệp có cái dấu hiệu không tốt đó nhiều người thất nghiệp hơn thì những con số này sẽ thay đổi rất là lẹ luôn. Bản thân của Thuận thì đương nhiên là không có hy vọng người ta không có trả tiền nhà được rồi bị kéo nhà nhưng mà ngược lại các bạn không đã nhớ là cả năm nay đã thường chuẩn bị sẵn một số tiền để mà chờ nhà có một cái sự điều chỉnh để thường có thể mua thêm một căn nhà thì cứ nghĩ như vậy đi nếu như mà giá nhà mà không có xuống sâu chỉ điều chỉnh nhẹ một chút rồi sau đó ổn định lại thì coi như là chúng ta có một nền kinh tế rất là tốt thì đó cũng là điều tốt nhưng mà nếu như mà giá nhà đã không được như ý muốn mà giảm mạnh thì coi như là một cơ hội đối với những người nào mà có sự chuẩn bị sẵn đó là suy nghĩ của thần mà thôi các bạn nghĩ sao liên quan đến cái thị trường nhà các bạn hãy comment ở bên dưới tại vì đó thị trường bất động sản ở hoa kỳ là một thị trường lớn và ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái thị trường khác các bạn nên biết là một căn nhà đó mà được mua được bán thì biết bao nhiêu công ty liên quan từ những công ty làm giấy tờ mượn mua nhà cho đến môi giới cho đến những công ty à, cung cấp vật liệu xây dựng cho đến những cái công ty cung cấp những cái dịch vụ liên quan tất cả đều được trả lương khi mà có một người nào đó mua nhà thành công cho nên thị trường bất động sản Hoa Kỳ đồng thị trường mà có sức ảnh hưởng rất lớn và đương nhiên một trong những cái đơn vị mà có lợi nhuận cao khi mà thị trường bất động sản tốt đó chính là ngân hàng tại vì họ là người đứng ra cho vay từ chúng ta sẽ không biết được là những cái ngày tới đây đó thị trường sẽ ra sao nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là lịch sử hầu như luôn đứng về phía đổi mới và không đứng về phía những người hoài nghi Chúng ta đã không từ bỏ Internet vì bong bóng com không từ bỏ ô tô vì điều kiện đường xá, không từ bỏ thương mại điện tử vì lừa đảo online. Sẽ cần thời gian nhưng mà BDC rồi sẽ vượt lên một lần nữa cũng như bao lần trước. Không phải để chứng minh thế giới thấy rằng chúng ta lại đúng mà để chứng minh là chúng ta đang ở phía bên phải của lịch sử. Đó là điều mà thường có thể chia sẻ với các bạn Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến crypto đi Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt Từ các chương trình của Coi98 Thông tin mà nhiều bạn tiếp tục quan tâm đến Đó chính là thông tin liên quan tới Celsius, liên quan tới 3L Capital Ra sao rồi Thì về 3L Capital Nhiều bạn cũng có thể nhận được thông tin Và nhiều người cho là 3L Capital đã bị thanh lý khắp nơi Thường đã làm cái bài chi tiết hơn về 3 Capital Còn về Celsius thì ra sao Thì Celsius vẫn đang tiếp tục chống chọi để không bị thanh lý Các bạn đã nhớ là Celsius thì đã dùng WBTC làm thế chấp để mà mượn ra một số tiền Và cái điểm thanh lý của họ đó là bây giờ vẫn ở mức là 13.604 Và chúng ta có đây thấy cái điểm thanh lý này đó ở trên Oasis.app bạn thấy được là hiện bây giờ đó là họ đang ở mức nếu như mà BTC đi chợ xuống tới cái mức là 13.604 thì họ sẽ bị thanh lý và chúng ta có thể thấy được là có tới 23.962 WBTC ở đây tôi nghĩ là ngày thứ bảy đó khi mà giá đất xuống đột ngột tới 17.500 đô đó họ cũng có thể là ăn ngủ không yên nhưng mà bây giờ ít ra thì giá vẫn xây dựng mức là 20.000 đô hiện tại Nói tới Celsius thì họ cũng vừa chia sẻ một cái bài viết mới ngày hôm qua Nhưng mà cũng không nói gì hết các bạn thấy được là họ vẫn tiếp tục nói là họ đang làm việc với lại những cái đối tác của họ Cũng như làm việc với lại những cái nhà lập pháp Tại vì cũng có thông tin là những nhà lập pháp đã đang muốn Điều tra công ty Celsius này Thì đó là cái tài liệu mới nhất chúng ta nhận được Mà thôi cũng không có gì mới hơn Họ chỉ nói được là ở trên Twitter à, Thì những cái à, bài EMA đó Họ sẽ tạm ngưng hiện tại Và gần đây đó Thì Celsius ít ra họ cũng đã bắt đầu Trả tiền vào những cái ứng dụng à, DeFi mà họ mượn đó Giống như chúng ta thấy được là cái bài viết này 6 tiếng trước đó Nói là Celsius đã trả lại 10 triệu đô la đồng đai cho cái ứng dụng Compound tại vì họ cũng để tiền vào trong Compound dùng đồng thế chấp để vay mượn ra thì họ tiếp tục trả vào để họ không có bị thanh lý và chúng ta cũng đã thấy được là trong tuần vừa rồi đó họ đã liên tục nạp tiền vào cái ứng dụng Oasis để giảm cái mức bị thanh lý xuống bây giờ là 13.604 chứ nếu không họ đã bị thanh lý rồi Các bạn đã nhớ là cái mức thanh lý mới đầu là 22.000 đô rồi sau đó họ tiếp tục nạp tiền vào để mà đẩy xuống bây giờ là 13.604 đô Và đây là cái uh, dẫn chứng cho thấy được là họ đã nạp vào 10 triệu đô la đồng đai vào ứng dụng Compound thì hy vọng là lý do tại sao mà họ ngưng không cho rút tiền hiện tại đó là thực sự là tại vì họ có cái số tiền nhưng mà họ không có di chuyển được vì lý do là bị lóc lại trong những cái ứng dụng cho nên họ không thể để cho mọi người vào rút tiền họ cần cái số tiền đó để cho giải quyết cái vấn đề không bị thanh lý chứ nếu không họ sẽ bị thanh lý có thể đó là lý do chỉ là bây giờ đây ngay cả sales cũng không có cho chúng ta bất cứ một cái thông tin nào chi tiết hơn thường thì chỉ hy vọng là họ chỉ gặp vấn đề thanh thọ nhất thời chứ không phải là họ đầu tư lỗ lã và không thể trả tiền lại được cho những nhà đầu tư gửi vào ứng dụng của họ nhưng mà một điều thú vị ở đây là khi các bạn nhìn vào cái Token sale của Sales Network đó thì lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ qua đã tăng 89,7%. Các bạn thấy bên dưới này đó, khi mà cái thông tin liên quan tới Sales có thể là bị phá sản và sau đó họ ngưng à, không rút tiền. Đó, thì các bạn đã thấy được là cái giá của đồng sale đi từ 66 cent xuống chỉ còn có cái uh, thời điểm là ngày 12 tây là chỉ có 15 cent mà thôi. Ai cũng nghĩ là Token này đã coi đã xong rồi nhưng mà các bạn thấy được là không phải từ 15 cent à, tiếp tục để ngược cho lên và thậm chí bây giờ chúng ta thấy được là ở mức là một đồng 20 cent nó còn cao hơn trước khi mà chúng ta nghe những cái thông tin liên quan tới sao sẽ có thể là bị à, vấn đề liên quan đến tài chính Thôi thì không muốn theo dõi đồng sao nhưng mà nào mà biết thêm thông tin thì hãy comment ở dưới tại sao các bạn nghĩ là trong cái tình trạng như vậy đồng sao vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng rất là mạnh Đồng này đó vẫn là trong cái top 100 đứng hàng thứ 80 hiện tại với tổng số vốn hóa là 513 triệu. Thì đó là tài liệu mới nhất liên quan tới Celsius. Chúng ta cũng nghe nói tới có một cái cá vôi khác à, cũng có khả năng bị thanh lý và hồi thứ bảy đó mém trước bị thanh lý rồi. Đó chính là cái uh, well ở trên AV Tổng cộng là có thể có tới là 152.000 tỷ 144 triệu đô la sẽ bị thanh lý khi mà giá xuống ở mức là 895. Đó là cái con cá voi thứ nhì mà nhiều quan tâm đến Con cá voi thứ ba đó là con cá voi ở trên Solana thì chúng ta nhận được thông tin ngày hôm qua đã được đăng khắp nơi, thì cũng đã chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn là chúng ta thấy được là có một nền tảng trên Solana có tên là Soland thì Solana là một cái nền tảng mà các bạn có thể gửi thế chấp để mà vay mượn đó thì cái nền tảng này đã bỏ phiếu để kiểm soát tạm thời tài khoản của một cá voi thì bây giờ mới biết được là người khác có thể lấy được tài khoản của mình thông qua bỏ phiếu trên ứng dụng của mạng Solana các bạn thì bên dưới này CZ nghe cũng bất ngờ nhưng mà tại sao lại như vậy? thì cá voi này đó có một vị thế ký quỹ rất là lớn và đang đối đầu với cái mối đe dọa là bị thanh lý trên chuỗi họ đã gửi 5,7 triệu xô và cũng đã vay hơn 108 triệu USD stablecoin thì cá voi này đã nắm giữ hơn 95% số tiền ký quỹ chính và 88% số tiền ký quỹ USDC nếu bị thanh lý on chain thì Solana sẽ được bán thông qua DEX ảnh hưởng tới giá Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là nhiều người quan tâm đến những cái điểm bị thanh lý trên những cái ứng dụng DeFi này Tại vì khi mà đến cái điểm đó đó thì cái số lượng dùng làm thế chấp đó giống như là Solana trong cái ví dụ này sẽ được gửi qua những cái sàn DEX và bị thanh lý hàng loạt và nếu như mà các bạn thấy được những sàn DEX nào mà không có tính thanh khoản cao đó ảnh hưởng rất là lớn đối với giá của Solana cho nên nhiều người rất là quan tâm và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là có một cuộc bỏ phiếu diễn ra ở trên Solana và những cái người mà bỏ phiếu đó thì họ là bỏ phiếu để họ có thể là lấy tài khoản của người này tại vì họ muốn bán khoảng chừng là 20 triệu đô la Solana Thông qua sàn OTC để tránh ảnh hưởng đến giá. Đương nhiên việc này đã làm cho rất nhiều người phẫn nộ và ngay cái comment bên dưới đó, các bạn thì được rất nhiều bạn à, cũng đã không có đồng ý với cái việc làm này. Hồi sáng này đã chúng ta thức dậy thì à, sau một ngày mà bị cộng đồng chỉ trích, đó, họ lại thêm một cuộc bỏ phiếu nữa. Sau khi cộng đồng lên án kịch liệt. Rồi đây là điều ngược lại với những gì DeFi nên làm và hoàn toàn là bất hợp pháp Thì cái nhóm Solend đã thành công bỏ phiếu một lần nữa đề xuất quản trị thứ hai Đề xuất này đó để làm mất hiệu lực đề xuất đã được phê duyệt ngày hôm qua Về việc quản lý tài khoản của người khác Thì điều này cũng không thay đổi sự thật là Solend có thể bỏ phiếu lấy tài khoản Và nếu Solana giảm giá đó thì con cá này sẽ bị thanh lý qua DEX các bạn thấy được là một trong những cái lý do mà họ đưa ra tại sao là họ muốn lấy tài khoản người khác, tại vì họ nói là vì cộng đồng, nếu như mà người này bị thanh lý trên Dax thì cái số lượng Solana được bán thông qua Dax sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với giá của Solana trên thị trường. Cho nên để đảm bảo những cái nhà đầu tư không bị thiệt hại này, cho nên họ mới có cái chiến lược như vậy và họ cũng đã từng muốn liên kết với lại con cá voi này nhưng mà không có phản hồi họ thông qua on chain họ thông qua những cái group chat nhưng mà cũng không thể phản hồi gì hết cho nên họ mới làm như vậy nhưng mà nhiều người nói đây chỉ là biện luận mà thôi không có ai có quyền bỏ phiếu lấy tài khoản của một người khác và hôm nay họ lại bỏ phiếu làm ngược lại nhưng mà nhiều người cho đó cho dù là như vậy nữa đó cũng không thay đổi cái sự thật là trên Solana có thể làm được điều này và nhất là khi mà người ta nhìn kỹ hơn đó thì các bạn thấy được là trên mạng lưới này đó chỉ một phiếu thôi đáng giá tới 700 000 đô la và cái phiếu này đó tới tổng cộng là quyền lực là 90 phần trăm của cái uh, cuộc bỏ phiếu có nghĩa là một người thôi có thể là làm thay đổi cả cuộc diện rồi và nhiều người đó chỉ trích nói là không phải là những người này đã muốn bảo vệ những nhà đầu tư Solana mà những người này chỉ muốn bảo vệ bản thân của họ mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà theo không biết bây giờ đó thì uh, tình hình là cái đề xuất lấy cái mục đó à, đã bị hủy bỏ và con cá voi này đó sẽ bị thanh lý ở mức là 22 đô 30 cent khi mà giá Solana xuống tới cái mức đó và giá Solana bây giờ ở mức là 35 đô 12 cent và hôm thứ bảy các bạn thấy được là xuống cũng rất là thấp đó, xuống còn 27 đô mà thôi. Có nghĩa là cách khoảng cách bị thanh lý chỉ còn có 5 đô nữa. Cho nên mạng lưới Solan nó mới ra quyết định như vậy. Ngoài trình thông tin này ra đó thì chúng ta thấy được là chúng ta cũng có một cái động thái mà nhiều cũng khó hiểu đó chính là chúng ta đã thấy là trên cái ví lạnh của Binance, có nhiều ví lạnh nhưng mà cái ví lạnh này là của Binance. À, chúng ta đã được là lại thêm vào 100 là 1 1266 BTC ở cái ngày là ngày 18 tháng 6 và cái mức giá mà họ nạp vào địa chỉ ví của họ đó là 19.176 đô cho một đồng BTC. Đây là một trong những cái ví lạnh của sàn Binance thì đương nhiên hàng ngày các bạn thấy được là có tiền đi vào, có tiền rời khỏi thì cũng bình thường mà thôi. Nhưng mà cái bất bình thường ở đây đó đó chính là con số mà chúng ta thấy 100 là 1.000 BTC đó là một con số rất lớn và rất là hiếm thấy các bạn thấy được là thường ra vào là khoảng chừng vài ngàn, mười mấy ngàn, bốn mươi ngàn cũng có Nhưng mà vào một lượt 101 ngàn BTC này đó thì là con số rất là lớn Có phải là Binance cũng mua dip ở cái mức là 19.176 đô hay là không? Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got